các em thầy xin tự giới thiệu thầy tên nguyễn như khắc giáo viên trường trung học cơ sở nguyễn trung trực huyện minh đức tỉnh long an thầy rất vui khi đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên tv hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề thống kê thầy mời các em vào chủ đề thống kê thống kê là môn khoa học được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động kinh tế xã hội qua nghiên cứu phân tích các thông tin thu thập được, khoa học thống kê cùng với các khoa học kỹ thuật khác giúp chúng ta biết được tình hình các hoạt động, diễn biến của các hiện tượng từ đó dự đoán các khả năng có thể xảy ra, góp phần phục vụ lợi ích cho con người ngày càng tốt hơn. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu các chủ đề sau. Thứ nhất, thu thập số liệu thống kê tần số. Thứ hai, bảng tần số. Thứ ba, biểu đồ. Thứ tư, số trung bình cộng và thứ năm luyện tập. Chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên của bài học. Một nhỏ, thu thập số liệu, bản số liệu thống kê ban đầu. Ví dụ, khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp, trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người điều tra lập bản sao. Nhìn vào bản, các em hãy cho biết vấn đề người điều tra quan tâm là gì. Và rõ ràng chúng ta thấy vấn đề mà người điều tra quan tâm đó là số cây trồng được của mỗi lớp vậy việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm và các số liệu trên được ghi lại trong một bảng người ta gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu và nhìn vào bảng số liệu này các em hãy cho biết trong bảng số liệu này có mấy cột và nội dung cụ thể của từng cột là gì à nhìn vào bảng số liệu ta thấy có ba cột. Cột thứ nhất là số thứ tự, cột thứ hai là lớp, và cột thứ ba là số cây trồng được của mỗi lớp. Đây là bản số liệu đơn giản. Ngoài ra, tùy vào mục đích của người điều tra mà ta có các bản số liệu khác nhau, chẳng hạn. Ta xét ví dụ sau. Bản điều tra dân số nước ta tại thời điểm 1 tháng 4 năm 1999, phân theo giới tính, thành thị, nông thôn trong từng địa phương. Bản số liệu này phức tạp hơn bản số liệu trên. Vậy tóm lại, tùy theo mục đích và yêu cầu của người điều tra mà chúng ta có các dạng bản số liệu khác nhau. Chúng ta cùng qua nội dung hai nhỏ, dấu hiệu A nhỏ, dấu hiệu và đơn vị điều tra, quan sát bản số liệu bản 1. Nhìn vào bản số liệu, các em hãy cho biết nội dung điều tra ở bản 1 là gì? Nội dung điều tra ở bản 1 là số cây trồng được của mỗi lớp vậy vấn đề hai hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu và thường được ký hiệu là chữ x, y in hoa vân vân. Vậy quan sát ở bảng 1, các em hãy cho biết dấu hiệu ở bảng 1 là gì? À, dấu hiệu x ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp. Còn mỗi lớp gọi là một đơn vị điều tra. Vậy trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra? À, nhìn vào ta thấy có 20 đơn vị điều tra. Để cho thuận tiện tính toán, thầy sẽ lấy một phần bản số liệu bản 1 và thầy được bản sao. Quan sát bản số liệu, chú ý hai cột đó là cột lớp và cột số cây trồng được. Mỗi lớp hay là đơn vị trồng được một số cây. Chẳng hạn, lớp 6A trồng được 35 cây. Lớp 6D trồng được 30 cây vậy từ đây ta rút ra nhận xét như sau với mỗi đơn vị điều tra ta có một số liệu và số liệu đó gọi là một giá trị có dấu hiệu đây cũng chính là nội dung phần b nhỏ giá trị có dấu hiệu giải giá trị có dấu hiệu chúng ta chú ý số các giá trị không nhất thiết khác nhau đúng bằng số đơn vị điều tra và thường được ký hiệu là n hoa chẳng hạn có 10 lớp có nghĩa là 10 đơn vị và tương ứng sẽ có 10 giá trị quan sát cột số cây trồng được. Ta thấy các giá trị ở cột số cây trồng được gọi là giải giá trị của dấu hiệu X. Em hãy cho biết trong bảng trên có tất cả bao nhiêu giá trị và hãy đọc giải giá trị của X. Trong bảng trên có 10 giá trị, chẳng hạn giá trị đầu tiên là 35, tiếp theo là 30, giá trị 28, giá trị 30, vân vân và giá trị cuối cùng là 35. Tiếp tục dựa vào bảng số liệu trên. Các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Em hãy cho biết có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được. Quan sát bảng số liệu, ta thấy có 3 số khác nhau là 35, 30 và 28. Câu hỏi tiếp theo, có bao nhiêu lớp hay là đơn vị trồng được 35 cây hay giá trị 35 xuất hiện bao nhiêu lần trong giải giá trị của dấu hiệu X? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 30 và 28. Các em hãy quan sát bảng số liệu. Có 3 lớp trồng được 35 cây hay giá trị 35 xuất hiện 3 lần. Tiếp tục quan sát lên bảng số liệu thống kê. Có 5 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 xuất hiện 5 lần. Tiếp tục, có hai lớp trồng được 28 cây, hay giá trị 28 xuất hiện hai lần. Qua ví dụ, ta thấy mỗi giá trị khác nhau của dấu hiệu xuất hiện một số lần. Và số lần xuất hiện của một giá trị trong giải giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. Đây cũng chính là nội dung phần 3 nhỏ, tần số của mỗi giá trị. Thầy nhắc lại, số lần xuất hiện của một giá trị trong giải giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. Ví dụ, tần số của giá trị 35 là 3, tần số của giá trị 30 là 5. Và giá trị của dấu hiệu thường được ký hiệu là x, tần số là n. Và chúng ta chú ý, ta cần phân biệt n nhỏ là tần số của một giá trị với n lớn là số các giá trị cũng như vậy cần phân biệt x in hoa là ký hiệu đối với dấu hiệu và ít thường là ký hiệu đối với các giá trị của dấu hiệu chúng ta chú ý trong trường hợp chỉ quan tâm tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các cột số ví dụ Bản điều tra số cây trồng được của mỗi lớp trong việc phát động phong trào Tết trồng cây được lập như sau. Bản số liệu này ta thấy chỉ gồm các cọc số, và thầy gọi bản này là bản 2. Khi học xong chủ đề 1, chúng ta cần rút ra một số nhận xét như sau. Nhận xét thứ nhất là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu, gọi là số liệu thống kê, và mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu Nhận xét thứ hai, số tất cả các giá trị không nhất thiết khác nhau của dấu hiệu bằng số đơn vị điều tra. Nhận xét thứ ba, số lần xuất hiện của một giá trị trong giải giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó. Dựa vào bảng số liệu bảng 2 ở trên. Và câu hỏi đặt ra là ta có thể thu gọn bảng số liệu thống kê ban đầu này được hay không? Và chúng ta thu gọn bằng cách nào? Để viết, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung phần 4 nhỏ. Lập bảng tần số. Và bảng tần số này được lập như sau. Bảng gồm hai dòng. Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. Và dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị. Ta có bảng sau. Bây giờ để điền tần số tương ứng, ta chỉ việc điếm số lần xuất hiện của giá trị đó trong bảng Số liệu thống kê ban đầu. Quan sát bảng số liệu, ta thấy giá trị 28 xuất hiện 2 lần. Giá trị 30 là số màu vàng xuất hiện 8 lần. Giá trị 35 là số màu đỏ xuất hiện 7 lần. Giá trị 50 xuất hiện 3 lần. Và cột cuối cùng là cột số các giá trị có dấu hiệu n lớn bằng 2 cộng 8 cộng 7 cộng 3 bằng 20 và ta gọi bảng này là bảng 3. Bảng trên gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Để cho thuận tiện, ta còn gọi đó là bảng tần số. Vậy, từ bảng số liệu thống kê ban đầu, ta có thể lập được bảng tần số. Các em chú ý, bảng tần số bảng 3 mà thầy vừa lập ở trên gọi là bản tần số dạng ngàn ngoài ra chúng ta có thể trình bày bản tần số như sau và bản này người ta gọi là bản dọc và bản tần số này gồm hai cột cột thứ nhất là giá trị cột thứ hai là tần số n tương ứng và nhìn vào bản tần số này câu hỏi đặt ra là bản tần số có ưu điểm gì so với bản số liệu thống kê ban đầu và rõ ràng khi nhìn giữa bảng tần số và bảng số liệu thống kê ban đầu, ta rút ra nhận xét như sau: bảng tần số giúp cho người điều tra dễ có sự nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này. Chúng ta chú ý, ta có thể lập bảng tần số dạng ngang hoặc dạng dọc đều được cả. Từ ưu điểm của bảng tần số mà thầy vừa nói ở trên, dựa vào bảng tần số bảng 3. Em hãy rút ra một số nhận xét về giá trị của dấu hiệu. Quan sát bảng tần số bảng 3. Có 20 giá trị nhưng chỉ có 4 giá trị khác nhau. Đó là 28, 30, 35 và 50. Tiếp tục nhìn vào cột giá trị, ta thấy số cây trồng được ít nhất là 28 cây và số cây trồng được nhiều nhất là 50 cây. Quan sát bảng tần số, ta thấy giá trị 30 và giá trị 35 có tần số xuất hiện nhiều nhất, nghĩa là số cây trồng được chủ yếu là 30 và 35 cây. Ngoài bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị có dấu hiệu và tần số. Vậy, vẽ biểu đồ chúng ta vẽ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần năm nhỏ cách dựng biểu đồ đoạn thẳng để dựng được biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta cần phải có số liệu và số liệu này được lấy từ đâu à số liệu này mình sẽ lấy từ bảng tần số và cụ thể thầy sẽ lấy bảng tần số bảng 3 từ bảng tần số bảng 3 em hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau đầu tiên chúng ta sẽ dựng hệ trục tọa độ trục hoành biểu diễn các giá trị của x và trục tung biểu diễn tần số n quan sát lên màn hình thầy sẽ dựng trục hoành và trục tung và ta chú ý độ dài đơn vị trên hai chục có thể khác nhau bước 2 chúng ta xác định các điểm có độ độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó lưu ý giá trị chúng ta viết trước và tần số chúng ta viết sau chẳng hạn nhìn vào bảng tần số ta sẽ xác định điểm có tọa độ, độ là 28, 2, Vậy, tại điểm 28 trên trục hoành, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và tại điểm 2 trên trục tung, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung. Và hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm. Bước tiếp theo, ta nói điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Nhìn vào bảng tần số, ta sẽ xác định tọa độ điểm 30 và 8. Vậy tại điểm 30 trên trục hoành, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Và tại điểm 8 trên trục tùng, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tùng. Và hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm. Và ta nói điểm này với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Và tương tự như vậy, ta xác định tọa độ, độ của điểm tiếp theo là 35 và 7. và cuối cùng ta xác định điểm có tọa độ là năm mươi và ba ta làm tương tự như trên các em hãy quan sát lên màn hình nhé và biểu đồ chúng ta vừa dựng người ta gọi đây là biểu đồ đoạn thẳng và nhìn vào biểu đồ chúng ta có thể xác định được các giá trị khác nhau có dấu hiệu và tần số tương ứng của chúng chúng ta chú ý ngoài biểu đồ đoạn thẳng thì trong các tài liệu thống kê trong sách báo ta còn gặp loại biểu đồ như hình hai và biểu đồ hình hai này người ta gọi là biểu đồ hình chữ nhật biểu đồ hình hai biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá và được thống kê từng năm từ năm 1995 đến năm 1998 đơn vị trục tung là nghìn hecta từ bài toán thực tế thì có ví dụ sau Điểm kiểm tra môn toán của các học sinh lớp 7A và lớp 7B được thống kê và viết thành bản tần số như sau. Vậy câu hỏi đặt ra là làm cách nào để biết được kết quả làm bài kiểm tra của lớp nào tốt hơn? Dựa vào ví dụ này thì người ta đưa ra một khái niệm đó là số trung bình cộng của dấu hiệu. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nội dung phần tiếp theo. 6 nhỏ Số trung bình cộng của dấu hiệu số trung bình cộng các em đã được học từ tiểu học. Và chúng ta sẽ nhắc lại về cách tính số trung bình cộng có dấu hiệu như sau. Muốn tính số trung bình cộng của n số, ta lấy tổng các số đó chia cho n. Và từ kiến thức cũ này, ta có thể tính số trung bình cộng có dấu hiệu như sau. Đầu tiên, ta viết bảng tần số. Sau đó, chúng ta bổ sung thêm hai cột. Cột thứ nhất là cắt tích. Cột thứ hai là số trung bình cộng có dấu hiệu và cột các tích này, ta tính như sau, ta lấy giá trị nhân tần số tương ứng. Giá trị là 4 và tần số là 3, tích sẽ là 4 x 3 bằng 12. Giá trị 5, tần số là 4, ta được tích 5 x 4 bằng 20. Giá trị là 6 và tần số là 7, ta được tích 6 x 7 bằng 42. Ta làm tương tự như vậy cho các tích còn lại. Sau đó ta tính tổng cắt tích này được 281 và số trung bình cộng có dấu hiệu người ta ký hiệu là x gạch đầu in hoa. Lấy tổng cắt tích này chia cho số các giá trị tức là tổng tần số ta được kết quả như sau. Bằng 281 chia cho 40 bằng 7,025. Tương tự như vậy ta có thể tính số trung bình cộng môn toán của lớp 7B như sau. Đầu tiên ta viết bảng tần số. Sau đó chúng ta bổ sung thêm hai cột. Cột thứ nhất là cột cắt tích. Cột thứ hai là số trung bình cộng của dấu hiệu. Cột cắt tích này ta tính như sau. Giá trị là 4 và tần số là 4. Tích sẽ là 4 x 4 bằng 16. Giá trị 5, tần số là 5, ta được tích là 5 x 5 bằng 25. Và tương tự như vậy, cho các tích còn lại. Sau đó chúng ta tính tổng cắt tích bằng 290. Và số trung bình cộng của dấu hiệu là x gạch đầu bằng 290 chia 40 bằng 7,25. Chúng ta lưu ý, trong bảng trên, tổng số điểm của các bài có điểm số bằng nhau được thay thế bằng tích giá trị với tần số của nó qua bài tập tìm số trung bình cộng môn toán của lớp 7A và lớp 7B, thầy rút ra được công thức tính số trung bình cộng như sau. Đây chính là nội dung phần 7 nhỏ. Công thức tìm số trung bình cộng có dấu hiệu. Thứ nhất, ta nhân từng giá trị với tần số tương ứng. Thứ hai, cộng tất cả các tích vừa tìm được. Thứ ba, chia tổng đó cho số các giá trị. Ta được công thức như sau. Trong đó x1, x2, x3, nhân dân, xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu, n1, n2, n3, nhân dân, nk là k tần số tương ứng và n là số các giá trị của dấu hiệu. Quay lại ví dụ trên, so sánh điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A và lớp 7B, chúng ta thấy do điểm trung bình lớp 7A là 7,025 và điểm trung bình của lớp 7B là 7,25. Nên kết quả kiểm tra của lớp 7B tốt hơn lớp 7A. Có nghĩa là chúng ta thấy lớp 7B này sẽ học tốt hơn lớp 7A. Qua ví dụ này, các em hãy cho biết ý nghĩa của số trung bình cộng của dấu hiệu là gì? Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại. Đây cũng chính là ý nghĩa của số trung bình cộng của dấu hiệu chúng ta đi vào phần tám nhỏ ý nghĩa có số trung bình cộng chúng ta chú ý mà khi các giá trị có dấu hiệu có sự chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên dùng số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu ví dụ dấu hiệu x có bốn giá trị là bốn một trăm hai trăm và năm ngàn. chúng ta không thể lấy số trung bình cộng x gạch đầu bằng 1.326 làm đại diện cho dấu hiệu được Vậy giá trị 4 và giá trị 5.000 này có sự chênh lệch rất lớn Và chú ý tiếp theo Số trung bình cộng có thể không thuộc giải giá trị của dấu hiệu Ví dụ Điểm trung bình của lớp 7B ta tính ở trên là 7,25 Và ta thấy 7,25 này không phải là một giá trị của dấu hiệu Được cho trong bảng điểm lớp 7B Các em cùng tìm hiểu ví dụ sau một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán được trong một quý theo các cỡ khác nhau được cho bảng bên. Em hãy cho biết cỡ dép nào bán được nhiều nhất. Quan sát bảng tần số, ta thấy cỡ dép 37 có tần số lớn nhất là 10. Do đó, cỡ dép 37 này bán được nhiều nhất. Điều mà cửa hàng quan tâm thì là cỡ dép nào bán được nhiều nhất. Trong trường hợp này, ta thấy cỡ dép 37 là đại diện chứ không phải là số trung bình cộng các cỡ. Giá trị 37 này có tần số lớn nhất là 10. Và giá trị 37 này người ta gọi là mod. Vậy các em hãy cho biết, mod của dấu hiệu là gì? Mod của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Và ký hiệu là M0, đây cũng chính là nội dung của phần chính nhỏ, mod của dấu hiệu. Thầy nhắc lại, mod của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, và ký hiệu là M0. Và ta thấy rằng từ mod này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ, chụp ảnh selfie hiện nay đang là mod. Ví dụ, hiện nay trào lưu quay tiktok là mod. Các em hãy vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào phần luyện tập ta có bài một như sau. Điểm kiểm tra môn toán học sinh lớp 7c được ghi lại bảng sau. Các em hãy thực hiện theo các yêu cầu sau. a. dấu hiệu điều tra là gì? các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b. lập bảng tần số. c. tính số trung bình cộng, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. d. tìm mốt của dấu hiệu. e. vẽ biểu đồ đoạn thẳng. nhìn vào nội dung điều tra ta thấy dấu hiệu điều tra là điểm kiểm tra môn toán của mỗi học sinh lớp 7C và các giá trị khác nhau có dấu hiệu là 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Về nhỏ, bây giờ chúng ta sẽ lập bảng tần số như sau. Bảng này gồm hai dòng. Dòng thứ nhất ta ghi các giá trị khác nhau có dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. Và dòng thứ hai chúng ta ghi tần số tương ứng. Quan sát bản số liệu, Ta thấy giá trị 4 xuất hiện 1 lần, giá trị 5 cũng xuất hiện 1 lần. Giá trị 6 là số màu đen xuất hiện 2 lần. Giá trị 7 là số màu đỏ xuất hiện 9 lần. Giá trị 8 là số màu vàng xuất hiện 10 lần giá trị chính là số màu xanh xuất hiện 12 lần và cuối cùng giá trị 10 xuất hiện 5 lần. Ta có n lớn là số các giá trị có dấu hiệu là bằng 40 và số trung bình cộng có dấu hiệu là ta áp dụng công thức lấy giá trị nhân tần số tương ứng. Sau đó cộng lại chia cho số các giá trị có dấu hiệu ta được kết quả như sau x gạch đầu bằng 4 x 1 cộng 5 x 1 cộng 6 x 2 cộng 7 x 9 cộng 8 x 10 cộng 9 x 12 cộng 10 x 5 tất cả chia cho 40. Được kết quả là 322 chia 40 bằng 8,05 gần bằng 8,1. Quan sát bảng tần số, giá trị chính có tần số là 12 lớn nhất nên mode có dấu hiệu sẽ là m0 bằng 9. Ta sang câu e, vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hệ trục tọa độ. Trục hoành thể hiện giá trị x. Trục tung thể hiện tần số n. Đầu tiên ta sẽ xác định tọa độ của điểm 41. Tại điểm 4 trên trục hoành, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Tại điểm 1 trên trục tung, ta vẽ đường thẳng vuông góc với trục tung hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm và ta nói điểm này với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ tương tự như vậy ta xác định điểm có tọa độ là năm một tại điểm năm trên trục hoành ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và tại điểm một trên trục tung ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm và từ điểm này ta nói với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ và tương tự như vậy cho các điểm còn lại. Tiếp theo là điểm có tọa độ 6 2. Tiếp theo điểm có tọa độ là 7 9. Điểm có tọa độ 8 10. Điểm có tọa độ 9 12. điểm có tọa độ 10 năm. Chúng ta đã hoàn thành xong vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Chúng ta cùng đi vào bài số 2. Cùng bài kiểm tra với lớp 7C, bài 1. Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7D được biểu diễn bằng biểu đồ như hình bên. Trong hai lớp 7C và lớp 7D, lớp nào có điểm trung bình cao hơn? Vì sao? Muốn so sánh lớp nào có điểm trung bình cao hơn? thì chúng ta phải tính trung bình cộng của hai lớp. Mà muốn tính được số trung bình cộng của hai lớp thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta dựa vào bảng tần số. Cách hai, chúng ta áp dụng công thức tính số trung bình cộng. Trong hai cách này, để cho đơn giản thì sẽ chọn cách hai. Tại vì trong trường hợp này người ta chưa cho bản tần số. Nên chúng ta dựa vào công thức tính số trung bình cộng để tìm số trung bình cộng của lớp 7D và chúng ta nhớ lại công thức tính số trung bình cộng ta lấy giá trị nhân tần số tương ứng cộng lại rồi tất cả chia cho số các giá trị. Quan sát biểu đồ ta thấy giá trị 5 có tần số tương ứng sẽ là 1. Giá trị 6 tần số tương ứng là 5. Giá trị 7 tần số tương ứng là 8. Giá trị 8 có tần số tương ứng là 12 và giá trị 9 có tần số tương ứng là 10. Giá trị 10 có tần số là tương ứng là 4. Vậy chúng ta sẽ tính được số trung bình cộng của lớp 7D như sau. Ta áp dụng công thức x gạch đầu bằng 5 x 1 cộng 6 x 5 cộng 7 x 8 cộng 8 x 12 cộng 9 x 10 cộng 10 x 4 tất cả chia 40. Ta được kết quả là 317 chia cho 40 bằng 7.925 và chúng ta làm tròn gần bằng 7.9 vậy từ đây ta thấy điểm trung bình cộng của lớp 7C là 8.1 ta tính ở trên rồi lớn hơn điểm trung bình cộng của lớp 7D 7.9 từ đây ta kết luận lớp 7C có điểm trung bình cao hơn lớp 7D hay nói cách khác lớp 7C học tốt hơn lớp 7D học xong chương thống kê này các em cần nắm vững các nội dung sau thứ nhất là chúng ta biết thu thập số liệu thống kê thứ hai là lập bản số liệu thống kê ban đầu thứ ba chúng ta biết lập bản tần số bản tần số có hai dòng dòng thứ nhất ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu dòng thứ hai là tần số tương ứng chúng ta biết được số trung bình cộng của dấu hiệu biết được công thức biết được ý nghĩa của số trung bình cộng và chúng ta phải viết được mod của dấu hiệu. Tiếp theo, chúng ta phải biết vẽ biểu đồ, và cụ thể là chúng ta vẽ được biểu đồ đoạn thẳng. Hướng dẫn tự học ở nhà, các em nắm vững cách lập bảng tần số, vẽ biểu đồ và tính số trong bình cộng của dấu hiệu, và làm các bài tập 17, 18, trang 21, bài 20, trang 23 sách giáo khoa, xem trước nội dung chủ đề mới, biểu thức đại số, các em có thể truy cập đường link để làm bài tập hoặc là chúng ta có thể quét mã qr chủ đề thống kê đến đây là kết thúc à, kết thúc bài học thầy chúc các em nhiều sức khỏe và học tập thật tốt chào các em